Lưu Trúc Ly xin kính chào quý thầy, quý cô cùng tất cả quý vị Phật tử có mặt tại chùa Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Dạ, ngày hôm nay Lưu Trúc Ly rất là lấy lòng hạnh phúc khi mà được có mặt trong buổi lễ Phật đản ngày hôm nay. Và quý vị Phật tử rất là dễ thương và đến rất là đông để hưởng ứng chương trình, và những cái món ăn chay của mọi người cúng dường cũng rất là ngon luôn. Lưu Trúc Ly được ăn cơm chay nè, rồi ăn xôi nè, rồi rau câu nè, rồi uống nước ngọt nè, rất là nhiều món ngon. Và chương trình văn nghệ ngày hôm nay cũng rất là gần gũi với quý vị Phật tử. Và Lưu Trúc Ly cũng xin kính chúc cho quý thầy, quý cô lúc nào cũng an lạc, an lành, lúc nào cũng được Phật che chở và cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp. Và chúng ta hãy cùng nhau ăn chay và chúng ta hãy cùng nhau sống thiện, sống lành nha quý vị.